Xin chào tất cả mọi người á. Hiện tại là khoảng 1:40 á. 1:40 giấc trưa nè, nắng rất là gắt á. Ngày 19 tháng 3, đây mình quay nay quay kỹ luôn á. Cái này nở bữa nay nữa là chắc hết luôn rồi, ngày mai chắc họ không còn nữa đâu ha. Thử xem cái độ chịu nắng nè, 4 ngày liên tục ngoài nắng. Và cái lúc mà cái bông nó tàn nó quéo nhất á. Bây giờ thì cái bông nó héo luôn á, nắng dữ lắm nắng. Đó. Giấc chiều chiều tối tối á, nó tươi lại, giờ nắng nè. Thẳng ngoài nắng luôn. Anh em tham khảo những cái cây mà chúng ta chơi ngoài nắng á, ghép mai tàn lớn chân ngoài nắng á. Đó. Cái sân của mình là sân gạch á, như gạch đá, như xi măng vậy. Nó hắt lên nóng dữ lắm à. Còn những cây ghép mài tàn lớn nhiều khi có sân cỏ đâu đó, nó còn mát á. Đây là trong điều kiện mà khắc nghiệt nhất á, chúng ta tham khảo. Đó, nắng dập mấy cái bông luôn nè, héo bông luôn á. Bông này ngày hôm qua á. Cây này thì mình cho nở tự nhiên, không xài chống rụng á. Đó, nó rụng cánh đầy ở trên, nó cháy cánh luôn á. Còn những cây mà xài chống rụng cánh hoa á, đó, thì chúng ta bứt nó cũng không đứt nữa. Nó dài dữ lắm. Còn cái này là tự nhiên á. 1:40 đó. Cánh hoa nó dập luôn á. Đó. Mình nhìn cây nè, tổng quan á. Và chi tiết của nó. Sáng cái chùm này nó đỏ rực luôn á. Giờ nè đó. Giờ mình quay chắc chiều tối 5-6 giờ mình quay lại một cái nữa cho toàn bộ cái quá trình anh em có theo dõi. Sau này đó, có ghép thì cũng không có ngỡ ngàng á. Đây là cây để ghép gốc mai vàng được 2 năm nuôi thả luôn và chân thẳng ngoài nắng, không dùng chống rụng cánh hoa. Nếu chúng ta dùng chống rụng cánh hoa thì hoa rất là xấu á. Những cái hoa này nè, trổ 3-4 ngày trước nó rụng cánh á, nó đậu trái nè. Nếu xài chống rụng cánh hoa thì những cái hoa này nó còn y nguyên luôn, nhìn cây nó như như bông giả vậy, như cái nùi giả vậy, nó dơ lắm á. Rụng cánh hoa rất là nhiều á, dưới gốc á rụng đầy trơn á. Nhưng cây này nó cũng 4 ngày rồi, 4 ngày rộ á, 4 ngày 5 ngày rộ rồi. Chơi Tết như thế này là quá đạt nè. Lá thì ra bự. Đó, trổ á, dây luôn nè. Nói chung là nở tự nhiên thế này á, nó rụng cánh hoa, rụng xuống cây nhìn sạch sẽ lắm. Đó, nắng à, cháy cánh luôn á. Cũng rất là đẹp á. Hiện tại lúc này là nắng nhất á. Chiều chiều 5-6 giờ chiều mát xuống thì cái hoa nó tươi trở lại như cây này. Đó, một quá trình kéo dài cả 2 năm mình mới có được cây này mình chơi. Anh em xem thì có tham khảo. Người ta có nói chuyện ngoài nắng làm sao thì giờ hỏi chuyện ngoài nắng làm sao mà chúng ta coi rồi chúng ta cũng có tham khảo biết á. Chân thẳng ngoài nắng. Chân thẳng ngoài nắng à. Gắt dữ lắm gắt. Siêu bông Sài Gòn à, cánh hoa nó rụng đầy đầy chậu vàng ở dưới trơn à. Nó chân trong nhà thì nó rất là đẹp á. Những cái bông này nó nằm ở trong đây nè, trong mát mát nè, nó tươi rói à, không có bị dập cánh á. Chúng ta tham khảo á, chân thẳng nắng 1:45 á, ngày 19 tháng 3.
Rồi, giờ ra tham khảo á. Chân thẳng nắng luôn nè. Thì ta nói cánh hoa mỏng á, chân ngoài nắng bị ngập xuôi. Giờ tới tối, tối anh em xem clip nữa. Chắc ngày mai mình chắc cắt xả tàn cây này á. Hết bông rồi. Những nụ mà thấy nó còn ít. Sáng sớm rồi bắt đầu là tháng 8 giờ rồi trưa. Rồi bây giờ là chiều nè. 11 giờ mấy chiều. Rồi chiều nay mình quay cái tối nữa, ngày mai mình cắt xả tàn á. 4-5 ngày rồi. Bông á, những cái bông mà trong mát nè. Nói chung là cũng nằm dưới nè, nó rất là tươi á. Đó, còn ở ngoài nắng nè. Cũng rất là đẹp á. Đó, trong mát ngoài nắng, trong mát thì rất là đẹp, đẹp hơn rồi, cánh hoa không có bị cháy cánh á. Còn ở ngoài nắng thì cánh hoa cháy cánh nhưng mà nó tàn rồi, nó rụng rồi, thì cái hoa, cái cây chúng ta nhìn nó vẫn sạch, nó không có bị đen, bị dơ. Đó, ở dưới dầm lên nhiều bông giả nha.